Bà lão người Na Uy nhận được cảm ứng từ thần linh, công bố tiên tri về Thế chiến III và những xu hướng xã hội thảm khốc trong tương lai. Mục sư người Na Uy tên là Minos đã đưa ra một dự đoán về Thế chiến III. Nhưng lời tiên tri này không phải là do ông tự nghĩ ra, mà là từ một bà cụ đã qua đời nhiều năm, người tự xưng là đã nhận được sự khai sáng từ thần linh. Những dự đoán này đã gây ra một làn sóng lớn trên toàn châu Âu. Vậy lời tiên tri ấy thực sự là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Năm 1968, Mục sư Minos trong hành trình truyền giáo của mình đã đi qua một ngôi làng hẻo lánh. Ông nghĩ rằng đó chỉ là một chuyến truyền giáo bình thường. Nhưng không ngờ, ông gặp được một bà cụ 90 tuổi, tự xưng là đã nhận được sự khai sáng từ thần linh. Minos cũng không thể nào nghĩ tới những gì cụ bà nói về tương lai thực sự đã xảy ra. Ban đầu ông nghĩ rằng cụ già có thể đã đãng trí hoặc lừa mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của bà ấy, ông quyết định ngồi xuống lắng nghe những gì bà lão nói về sự mặc khải thiêng liêng. Lúc này, Minos cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông lập tức lấy ra một tờ tiền và ghi chép lại từng câu chi tiết. Ông cũng tin rằng đây chắc chắn là sự khai sáng từ thần linh đang truyền đạt một thông điệp quan trọng cho nhân loại. Nhiều thập kỷ sau, khi xem lại những ghi chép của mình, Minos bỗng cảm thấy choáng váng. Những điều trong đó đang dần dần trở thành hiện thực. Vì vậy, ông đã công khai lời tiên tri này để cảnh báo mọi người. Lời tiên tri của cụ bà đã nhận được sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới. Trong đó, điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là lời tiên tri về cuộc chiến thế giới lần thứ 3. Theo ghi chép của Minos, bà lão tiên đoán rằng Thế chiến thứ 3 sẽ là một thảm họa lớn mà nhân loại chưa từng trải qua. Sức tàn phá của nó còn vượt xa tất cả các cuộc chiến tranh trong lịch sử nhân loại. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc chiến này, Minos đã đặc biệt tổng hợp và rút ra đại ý mà bà lão đã tiết lộ. Trước khi cuộc chiến bùng nổ, sẽ xuất hiện 4 xu hướng xã hội. Những xu hướng này là ngòi nổ cho sự bùng phát chiến tranh. Xu hướng đầu tiên là hai cường quốc phương Đông và phương Tây sẽ đạt được hòa bình. Đó sẽ là một khoảng thời gian hòa bình kéo dài, thế nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ giả dối trước khi chiến tranh bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, nhiều quốc gia vì quá thoải mái trong việc tận hưởng hòa bình đã dẫn đến sự lỏng lẻo trong sức mạnh quốc phòng. Bà lão cũng tiên đoán cách thức và địa điểm diễn ra Thế chiến thứ 3 sẽ không như mọi người tưởng tượng. Lúc đó, Minos không để tâm đến điều này vì thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô khiến nhiều người nghĩ rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bà lão đã khẳng định rằng giữa Mỹ và Liên Xô sẽ không có chiến tranh và cuối cùng sẽ kết thúc xung đột bằng cách mà mọi người không ngờ tới. Sau đó sẽ là một thời kỳ hòa bình. Thế nhưng, khi chiến tranh lạnh đã kết thúc, không một ai có thể tưởng tượng rằng Liên Xô hùng mạnh sẽ phải tan rã. Và quả thực, kết thúc bất ngờ của Liên Xô đúng như những gì bà đã nói. Xu hướng thứ hai liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Một thái độ lạnh nhạt chưa từng có sẽ tràn ngập trong số những tín đồ Kitô giáo. Họ sẽ dần xa rời giáo lý Kitô giáo thực sự, vốn nhấn mạnh việc cứu rỗi tâm hồn và khám phá thế giới tâm linh của bản thân. Nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh nhạt, các tín đồ Kitô giáo bắt đầu định nghĩa lại giáo lý, cho rằng mọi sự giàu có và vật chất họ có được đều là phúc lành của Chúa dành cho tín đồ. Điều này cũng dẫn đến sự suy tàn dần của Kitô giáo. Nhưng đây chỉ là 2 trong số 4 xu hướng có tác động nhỏ nhất đến Thế chiến thứ 3. Vậy 2 xu hướng quan trọng cuối cùng dẫn đến việc chiến tranh bùng phát không thể kiểm soát là gì? Xu hướng thứ 3 trong lời tiên tri của bà lão năm 1968 là vấn đề có liên quan đến đạo đức. Bà lão tiên đoán rằng thế giới sẽ trải qua sự suy đồi đạo đức chưa từng thấy, thể hiện qua 3 khía cạnh chính. Thứ nhất, con người sẽ không còn tuân theo hệ thống hôn nhân truyền thống. Việc ngoại tình và các mối quan hệ ngoài luồng sẽ trở thành hiện thực phổ biến. Thứ hai là thái độ đối với hành vi tình dục sẽ trở nên cởi mở hơn. Thứ ba là lĩnh vực truyền thông sẽ phát sóng nhiều nội dung bạo lực, khiêu dâm và các nội dung không lành mạnh khác nhằm mở rộng ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Mục sư Minos tin rằng sự suy đồi đạo đức sẽ có tác động lớn đến an sinh xã hội. Vậy nên từ lâu, ông đã kêu gọi nhân loại tuân thủ các giới hạn đạo đức và chống lại những thói hư tật xấu. Trong cuốn hồi ký của mình, Minos
đã đề cập đến việc truyền hình đã được giới thiệu đến Na Uy vào năm 1968. Do bà lão sinh sống tại một nơi khá hẻo lánh, nên bà không biết truyền hình là gì. Lĩnh vực truyền thông mà bà đang nhắc đến trong lời mặc khải chỉ đang nói về đài phát thanh. Mặc dù lời tiên tri này nghe có vẻ lạ lẫm vào thời điểm đó, nhưng giờ đây, tình hình xã hội trên toàn thế giới đang dần trở nên giống như những gì bà lão đã nói. Ngày càng nhiều người vì lợi ích hoặc sự kích thích mà bắt đầu thực hiện những hành động trái với đạo đức, và xu hướng này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Xu hướng cuối cùng là sự gia tăng mạnh mẽ của người nhập cư vào châu Âu. Họ chủ yếu đến từ các quốc gia nghèo với số lượng không ngừng tăng lên, dẫn đến sự phẫn nộ trong xã hội châu Âu đối với những người nhập cư. Điều này đã dẫn đến xung đột giữa cộng đồng người nhập cư và người dân bản địa, và người nhập cư thường phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn. Mô tả này rất giống với tình hình xã hội trước Thế chiến thứ hai, khi nhiều người đổ về châu Âu, Mỹ, khiến cộng đồng và truyền thông thời đó xem họ là ung nhọt xã hội. Ngay cả bây giờ vẫn có một số người lớn tuổi có cái nhìn tiêu cực đối với cộng đồng người nhập cư, mang trong mình cái nhìn phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Đáng chú ý là vào năm 1968 tại Na Uy vẫn chưa có khái niệm về di cư, nên bà lão khi đó cũng không hiểu về hiện tượng này. Vậy thì chính xác Thế chiến thứ ba sẽ diễn ra như thế nào? Theo ghi chép của Minos, bà lão khi nói về điều này đã rưng rưng nước mắt. Chỉ từ điểm này có thể thấy thảm họa và sự tàn phá mà cuộc chiến đó mang lại nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù không còn có thể chứng kiến Thế chiến thứ ba, nhưng bà đã tiên đoán rằng cuộc chiến này sẽ bùng nổ một cách đột ngột và cũng sẽ kết thúc một cách đột ngột. Không một nguyên nhân cụ thể nào khiến chiến tranh chấm dứt, mà là do sự tàn phá quá mạnh mẽ của cuộc chiến buộc các quốc gia tham chiến phải chọn cách ngừng chiến tranh để có thể tiếp tục sinh tồn. Bà lão còn nói với Minos rằng ông có thể sẽ chứng kiến cuộc chiến này, và đến lúc đó Minos sẽ cảm nhận được rằng tất cả các cuộc chiến mà nhân loại đã phải đối mặt trước đó chỉ là trò chơi của trẻ con. Điều này cũng khiến nhiều người tò mò rằng nếu cuộc chiến kết thúc vì sự tàn phá quá lớn thì hậu quả của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Bà lão tiên đoán rằng cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu với mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Hậu quả của nó sẽ là sự suy thoái nghiêm trọng của môi trường trái đất và các vụ nổ. Phóng xạ hạt nhân sẽ khiến một lượng lớn đất đai không thể cho con người sinh sống. Đồng thời, bụi phóng xạ sẽ che khuất bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất. Con người sẽ sống trong bóng tối mà không biết ngày đêm. Nhiệt độ giảm mạnh khiến thực vật trở nên khô héo. Cả thế giới sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt tài nguyên, khan hiếm lương thực, hệ sinh thái sụp đổ, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống kinh tế. Để sinh tồn, những người sống sót ở các quốc gia giàu có sẽ phải tìm đến các quốc gia nghèo khó để tìm kiếm nơi trú ẩn. Trong khi tài nguyên của các quốc gia nghèo không thể cung cấp cho quá nhiều dân số như vậy, nên cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn xã hội. Đồng thời, do các quốc gia giàu có đã áp bức các quốc gia nghèo trong nhiều thập kỷ, nên xung đột xã hội là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, nhân loại sẽ chỉ lặp lại con đường lịch sử một lần nữa. Có thể thấy tất cả những tiên đoán trên đang dần dần xảy ra trong xã hội thực tại của chúng ta. Hành vi áp bức các quốc gia yếu kém và cướp đoạt tài nguyên của các cường quốc đang diễn ra. Các quốc gia châu Âu do thiếu dân số đã bắt đầu mở cửa cho người nhập cư với số lượng lớn. Trong khi đó, chủ đề phân biệt xã hội liên tục gây chấn động các tiêu đề tin tức châu Âu. Nhiều phương tiện truyền thông vì lợi ích và lưu lượng truy cập đã bắt đầu sử dụng những nội dung kích thích để thu hút sự chú ý. Sự suy thoái đạo đức đang dần lan rộng trong thế hệ mới. Tin tức về việc Kitô giáo tuyển dụng người dưới danh nghĩa truyền giáo cũng thường xuyên xảy ra. Dường như sự phát triển xã hội thực sự diễn ra như lời của bà lão đã tiên đoán. Bạn nghĩ tiên đoán này có thực sự xảy ra hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.